Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Các phường xã của thành phố Vĩnh Long tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Ban quản lý các khu công nghiệp triển khai kế hoạch hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ. Phóng sự Tam Bình, điểm sáng trong phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tin trong nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát hoạt động khoa học công nghệ. Bộ Giao thông Vận tải đối thoại với các doanh nghiệp vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 năm 2015, 11 phường xã của thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Năm qua, các phường xã của thành phố đã triển khai quán triệt cho 100% cán bộ đảng viên, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề học tập và làm theo Bác trong đoàn viên hội viên và nhân dân trên địa bàn. Hàng tháng trong các cuộc họp chi bộ đều có nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ đảng viên công chức viên chức đăng ký làm theo với những nội dung mà công việc của đơn vị và cá nhân phụ trách. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nhất là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong từng cán bộ đảng viên, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức cuộc gặp mặt biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thành phố cũng tổ chức hội thi báo công dân Bác theo hình thức thi viết những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, để qua đó cổ vũ động viên phát huy những kết quả đạt được, tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội. Hôm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tam Bình khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng gắn với chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam khóa 1 năm 2015. Có trên 70 học viên là cán bộ đoàn viên ưu tú, được các chi bộ cơ sở trong huyện giới thiệu tham gia khóa học. Trong 7 ngày thực học, các học viên được truyền đạt các bài học lý luận chính trị cơ bản gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên còn tìm hiểu 4 chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Lớp học nhằm giúp học viên hiểu biết sâu sắc về truyền thống yêu nước của nhân dân ta từ trước đến nay, xây dựng ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đồng thời nâng cao nhận thức của học viên về lý luận chính trị, về vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu để đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm qua, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Bình Tân tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định trong năm 2014, các địa phương trong huyện đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác giáo dục đào tạo, tiếp tục xây dựng và sửa chữa trường lớp theo hướng chuẩn hóa. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục, chống bỏ học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, quan tâm chăm lo đời sống, nhà ở cho giáo viên. Kết quả, tổng số trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt 99,07%, trẻ 6 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc trung học cơ sở đạt 97,07% và bậc trung học phổ thông đạt 99,47%. 11 trên 11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông mức độ 1. Trong đó, có 2 xã Tân Lược và Tân Quế đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc tiểu học mức độ 2. Dịp này, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai kế hoạch với những nội dung cụ thể đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người lao động và người sử dụng lao động nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất, tổ chức huấn luyện kiến thức cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp phải đầu tư trang bị phương tiện an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, thực hiện việc đo kiểm tra môi trường lao động định kỳ, lập hồ sơ vệ sinh lao động của đơn vị, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, trang cấp đầy đủ phòng hộ lao động cá nhân cho người lao động.
Ngoài ra, trong những ngày trước, trong và sau tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu tuyến công nghiệp cần tiến hành rà soát, củng cố và hoàn thiện bộ phận làm công tác an toàn vệ sinh lao động, bộ phận y tế cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo quy định. Tổ chức phát động thi đua thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trong các phân xưởng và biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích tốt nhằm động viên khuyến khích mọi người lao động trong doanh nghiệp thực hiện tốt hơn công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua kế hoạch sản xuất lúa vụ hè thu năm 2015. Theo đó, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 57.000 ha, phấn đấu tổng sản lượng đạt được 333.450 tấn. Để đạt được kết quả trên, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con cần thực hiện kỹ các công tác chuẩn bị ở đầu vụ. Cụ thể, bà con cần nhanh chóng thực hiện khâu vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất ngay sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân để cách ly một số loại mầm bệnh còn lại trên đồng ở vụ trước. Nếu những ruộng nào không có điều kiện cày ải thì cũng nên thực hiện xới đất, hạn chế đến mức thấp nhất việc đốt đồng xả chai. Trong quá trình chọn giống, nên chú ý sử dụng các giống có khả năng chịu hạn mặn, cứng cây, chống đổ ngã như OM5451, OM6976, OM4900, OM7347, OM4218. Phấn đấu đạt trên 80% diện tích xuống giống sử dụng lúa chất lượng cao, cấp xác nhận hoặc tương đương. Đặc biệt, hạn chế sử dụng giống IR50404, giảm diện tích xuống dưới 10% tổng diện tích sản xuất. Những năm gần đây, trong khi nhãn da bò bị bệnh chỗ rồng gây hại, khiến hầu hết các nhà vườn trồng nhãn lao đao vì thu nhập thấp, nhiều hộ dân ở huyện Long Hồ bắt đầu phá vườn nhãn chuyển sang trồng ổi Đài Loan. Hiện tại, trên địa bàn huyện có hơn 50 hectare trồng ổi, tập trung tại các xã An Bình, Đồng Phú, Phú Quế, Tân Hạnh. Cây ổi Đài Loan sau khi trồng khoảng 5 tháng là cho trái. Nhiều người trồng ổi có kinh nghiệm cho biết, việc trồng ổi rất dễ, ít sâu bệnh và ít tốn công chăm sóc. Hiện tại, ổi Đài Loan có giá bán từ 6.000 đồng 1 kg đến 7.000 đồng 1 kg. Trung bình, một công ổi cho thu hoạch 50 kg một ngày. Tuy nhiên, để loại cây trồng này mang tính bền vững thì ngành chuyên môn cần có hướng dẫn quy hoạch phù hợp để đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà vườn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung quy động mọi nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông. Đặc biệt trong những năm gần đây, việc xây dựng giao thông nông thôn đã được các địa phương tập trung thực hiện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tam Bình là một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn thời gian qua. Năm nay, người dân hai ấp Hòa An và Hòa Thuận, xã Lộc Hòa, huyện Tam Bình phấn khởi bởi công trình xây dựng tuyến đường nối liền đường tỉnh 909 đến hai ấp vùng sâu của xã theo chuẩn đường nông thôn mới đã được khánh thành đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Làm cái tuyến đường này thì dân rất phấn khởi để đồng tình hiến đất và hoa màu để cùng thực hiện, nhân dân mình thực hiện cái tuyến đường này thì đảm bảo cho việc giao lưu hàng hóa cũng như đi lại cho người dân cũng như là nhất là các em học sinh. Thực hiện cái kế hoạch mà xây dựng nông thôn mới đó thì ngay từ đầu thì chỗ ban chỉ đạo đã có cái quy hoạch rồi tập trung để mà tổ chức thực hiện các cái tuyến đường giao thông. Ban chỉ đạo là quyết liệt là đầu tư, kêu gọi các mạnh thường quân cũng như là vận động nhân dân hỗ trợ khuyến khích lệ bà con thực hiện cái tiêu chí giao thông. Hệ thống giao thông nông thôn đó, của xã hiện nay đó thì cái đường liên ấp liên xã đó thì nói chung là cái đã cơ bản là đã nhựa quá. Cái đường liên xóm đó thì ở đây tụi tôi tập trung đang thực hiện là đạt 100% theo kế hoạch đã quy hoạch. Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với việc xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Tam Bình đã đầu tư trên 300 tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông tại địa phương. Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện các trục đường chính, đường liên xã liên ấp theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Riêng năm 2014, huyện Tam Bình đã đầu tư trên 110 tỷ đồng để thi công 21 công trình giao thông nông thôn, tập trung ở các xã vùng sâu, vùng đồng bào Khmer, các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh và của huyện. Điểm nổi bật của huyện Tam Bình trong việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn là ngoài việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, huyện còn huy động sự đóng góp từ nhân dân theo nhiều phương thức khác nhau. Năm qua, nhân dân trong huyện đã hiến trên 111.000 m2 đất và trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Hôm đó nay là làm dân cũng đồng ý chứ không có bồi thường gì hết. Rồi lấn vô thì lấn chứ dân không có kêu bồi thường là gì hết trơn á. Tại vì làm lên cao gáo đi ai cũng vui vẻ hết rồi, thành ra đâu có đòi hỏi gì nữa. Làm sao mình khơi được cái sức dân,
Mà nếu không có dân tham gia thì rõ ràng xây dựng thôn là giao thông thôn là nó không đạt được như cái thành tích trong năm qua. Chẳng hạn như là về giải phóng mặt bằng thì như vậy là vận động sức dân thì mình bồi thường cũng theo cái giá, theo cái quy định là 100%. Còn về kiến trúc công trình phụ mình bồi thường 70%. Còn riêng đất đai hoa màu cây trái là mình vận động nhân hiến theo cái phạm vi mà cái lộ quy chuẩn. Nhờ thực hiện tốt phong trào xây dựng giao thông nông thôn gắn với việc xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tam Bình đã có gần 94 km đường đến trung tâm xã, 12,4 km đường nội ô thị trấn, gần 50 km đường ô tô liên ấp, trên 373 km đường liên xóm, 115 trên 132 ấp khóm có đường xe ô tô đi qua, 100% ấp khóm có đường đan, đường đá nối liền với các trục đường liên xã. 4 trên 16 xã của huyện đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn mình nó có hạn, của huyện nó có hạn. Cho nên là phải tranh thủ cái nguồn vốn của cái chương trình mục tiêu là từ trung ương, của tỉnh và các nguồn tài trợ khác, và đồng thời khơi dậy sức dân và cái nguồn cái kinh phí của hàng của huyện thì tập trung cho các xã điểm là xây dựng nông thôn mới của huyện. Mà tập trung năm nay là những cái xã Phú Lộc. Việc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và là tiền đề rất quan trọng trong việc hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc giám sát thực hiện luật pháp liên quan đến khoa học công nghệ nhằm khẳng định những mặt tốt, đúng đắn của chính sách phát triển khoa học công nghệ. Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, góp phần để các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ. Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi bổ sung các chính sách và quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại bộ, ngành và địa phương, rà soát đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ. Hôm qua, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp vận tải nhằm tiếp tục chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Mặc dù đây là lần thứ ba Bộ Giao thông Vận tải tổ chức đối thoại trực tiếp, nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn kỳ vọng những đề xuất kiến nghị của họ sẽ được tháo gỡ kịp thời hơn nữa, hạn chế tối đa những quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp vận tải đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải có nhiều đổi mới trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Công tác siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe khách, kiểm soát tải trọng xe bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra một số quy định chưa phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp như việc cơ chế quản lý xe khách còn thiếu tính thực tiễn. Một trong những lĩnh vực cũng được nhiều doanh nghiệp vận tải kiến nghị là kiểm soát tải trọng phương tiện đã được siết chặt, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ nhưng lại khó cho doanh nghiệp chở hàng hóa khi mà việc kết nối giao thông giữa đường thủy và đường bộ còn hạn chế. Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp vận tải là chủ trương đúng đắn của Bộ Giao thông Vận tải với mục đích cao nhất là vì sự hài lòng hơn của các doanh nghiệp. Hy vọng những đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải sẽ được lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Bộ sẽ có những phúc đáp thỏa đáng, kịp thời, phù hợp với thực tế, giúp cho công tác quản lý nhà nước được nâng cao hơn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, ổn định hơn. Số liệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, đã có 17.206 lao động trong cả nước làm thủ tục xuất cảnh để đi xuất khẩu lao động, đạt 18,11% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động xuất khẩu lao động đang có những dấu hiệu khởi sắc lại ngay từ đầu năm. Hiện Đài Loan vẫn đang là thị trường tiềm năng và tiếp nhận số lượng lớn lao động từ Việt Nam với 10.906 người trong vòng 2 tháng qua, chiếm 63,4% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đài Loan cũng đang xem xét tiếp nhận lại lao động Việt Nam cho các lĩnh vực như khai thác hải sản và giúp việc gia đình. Hiện Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận để mở rộng cơ hội cho các lao động Việt Nam đi Đài Loan làm việc.
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Cuba và Mỹ chính thức nối lại đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai nước. Đối tượng xuất hiện trong đoạn video hành quyết con tin Israel mà tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS tung ra hôm 10 tháng 3 được xác định là công dân Pháp. Giá dầu thô thế giới biến động trái chiều sau báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục mới. Truyền thông Cuba sáng nay đưa tin, lần đầu tiên kể từ năm 1999, nước này và Mỹ đã chính thức nối lại đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai nước, bước đi mới nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana. Theo công ty viễn thông nhà nước Cuba, ITESA, đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai nước vừa được thiết lập sẽ giúp nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông cũng như chất lượng liên lạc giữa người dân hai bên. Việc kết nối này được thực hiện theo thỏa thuận ký kết giữa ITESA với tập đoàn viễn thông IDT của Mỹ hồi tháng 2 vừa qua. Do lệnh cấm vận của Mỹ, các cuộc gọi điện thoại giữa Cuba và Mỹ trước đây cần phải đi qua một nước thứ ba, khiến chi phí đắt đỏ và chất lượng kém hơn. Trước khi khai trương dịch vụ mới, IDT thu phí 0,83 đô la Mỹ cho mỗi cuộc gọi điện thoại cố định từ Mỹ tới Cuba. Công ty này chưa tiết lộ gói cước phí mới, nhưng cam đoan sẽ thấp hơn mức phí trên. Đây được coi là bước đi quan trọng đầu tiên cho quá trình phát triển thông tin liên lạc giữa Cuba và Mỹ. Các chính sách nới lỏng cấm vận được Tổng thống Barack Obama công bố hồi tháng 1 vừa qua, bao gồm cả việc cho phép các doanh nghiệp Mỹ cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông cho Cuba. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa thông báo, nước này sẽ cung cấp gói viện trợ phi sát thương bổ sung cho Ukraine trị giá 75 triệu đô la, đồng thời cho biết Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân và tổ chức của Nga, Ukraine, với cáo buộc có liên quan đến việc hỗ trợ lực lượng chống đối ở miền đông Ukraine. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào đêm qua giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry cho biết nước này sẽ gửi 30 xe bọc thép hạng nặng Humvee, 200 xe Humvee loại thường cùng nhiều thiết bị khác đến Ukraine. Washington đưa ra thông báo trên sau khi cáo buộc lực lượng chống chính quyền Kiev ở miền đông Ukraine phá vỡ lệnh ngừng bắn đang được thực thi tại đây, cũng như cáo buộc Nga tiếp tục gửi binh lính và các loại vũ khí hỗ trợ lực lượng chống đối ở miền đông Ukraine, bất chấp Moscow trước nay luôn bác bỏ những cáo buộc như thế của phương Tây. Cũng liên quan đến vấn đề Ukraine, đêm qua, Thủ tướng nước này Arseniy Yatsenyuk cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua một chương trình hỗ trợ kéo dài 4 năm trị giá 17,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev. Đây là nỗ lực thứ hai của IMF trong vòng chưa đầy một năm qua nhằm giải cứu nền kinh tế Ukraine khỏi nguy cơ vỡ nợ. Trong một thông báo mới đây, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết trong năm đầu tiên của gói cứu trợ này, Ukraine sẽ nhận được 10 tỷ đô la. Sau một năm biến động về chính trị và chiến tranh, nền kinh tế của Ukraine đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, với giá trị đồng tiền nước này đang ở mức thấp kỷ lục, trong khi lãi suất ở mức cao nhất trong 15 năm qua. Cũng tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào đêm qua, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Quốc hội không có quyền sửa đổi bất cứ thỏa thuận nào được ký kết giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân, sau việc một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gửi thư cảnh báo tới Iran. Phản ứng trước lời đe dọa của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân nếu đạt được giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama và Iran, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh. Phản ứng của tôi đối với bức thư này là sự hoài nghi tột cùng. Trong 29 năm làm việc tại Thượng viện, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp tương tự như thế này. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng lá thư này có nguy cơ hủy hoại lòng tin của thế giới đối với Mỹ về những nỗ lực đạt tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran. Trước đó, 47 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ký tên vào thư ngỏ gửi đến lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Bức thư nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, nếu không nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ, có thể sẽ bị các tổng thống kế nhiệm hủy bỏ hoặc bị Quốc hội sửa đổi nội dung. Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tối qua đã nhất trí tiến hành cuộc họp cấp ngoại trưởng ba bên lần thứ 7 vào cuối tháng này. Các nguồn tin của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, cuộc họp này dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 3, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tại cuộc hội đàm cấp thứ trưởng diễn ra ở Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama đã nhất trí tiếp tục giữ liên lạc và hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo các cuộc gặp gỡ ba bên diễn ra thông suốt. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã đề xuất sớm tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo ba nước vào tháng 4 tới, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng ba nước cần thể hiện cam kết chung ở một cấp độ cao hơn để có thể đạt được việc bình thường hóa cơ chế hợp tác ba bên. Nếu được tổ chức,
Cuộc họp cấp ngoại trưởng sắp tới sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ngoại trưởng ba nước kể từ tháng 4 năm 2012. Hội nghị thượng đỉnh ba bên cũng đã bị trì hoãn từ giữa năm 2012 tới nay do những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo và lịch sử. Các phương tiện truyền thông của Pháp đêm qua đưa tin, người đàn ông và một thiếu niên xuất hiện trong đoạn video hành quyết con tin Israel gốc Ả Rập mà tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS tung ra hôm 10 tháng 3, được xác định là công dân Pháp. Các nguồn tin trên cho biết cơ quan chức năng Pháp đang điều tra xem liệu người đàn ông trong đoạn video trên có liên hệ với những đối tượng Hồi giáo cực đoan đã thực hiện loạt vụ tấn công ở miền nam nước này hồi năm 2012 hay không. Hiện cảnh sát Pháp cũng đang điều tra về khả năng người này có mối quan hệ với Mohamed Merah, đối tượng sát hại 3 binh sĩ Pháp ở thị trấn Montauban và xả súng bên ngoài một trường học Do Thái ở thành phố Toulouse hồi giữa tháng 3 năm 2012. Một số chuyên gia đã xác định người đàn ông trong đoạn video là Sari Essip, anh em cùng cha khác mẹ với Mohamed Merah. Essip được cho là đã rời Pháp để tới Syria vào năm ngoái. Hồi năm 2009, đối tượng này đã từng bị kết án 5 năm tù vì dính líu tới mạng lưới thánh chiến ở Iraq. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Cơ quan quản lý biên giới Canada vừa bắt giữ một người Pakistan tên Jahanzeb Malik bị tình nghi âm mưu thực hiện các vụ đánh bom nhằm vào lãnh sự quán Mỹ và một số mục tiêu khác tại khu vực trung tâm tài chính ở thành phố Toronto. Theo giới chức Canada, Malik ủng hộ tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS và đã cố dụ dỗ một viên cảnh sát làm tay trong để thực hiện vụ tấn công trên. Đối tượng này đã đến Canada du học hồi năm 2004. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết đã đóng hai cửa khẩu biên giới với Syria do quan ngại tình hình chiến sự tại thành phố Aleppo ở miền Bắc quốc gia láng giềng này đang leo thang. Tuy nhiên, các công dân Syria có thị thực hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ được phép đi qua hai cửa khẩu này để trở về Syria. Hiện cả quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đều đang đẩy mạnh chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đám cháy bùng phát dữ dội tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Kazan của Nga vào hôm qua. Sau hơn 9 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được trận hỏa hoạn này. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ông Thomas Jackson, cảnh sát trưởng thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ, vừa từ chức sau khi Bộ Tư pháp nước này phát hiện nhiều vụ cảnh sát phân biệt đối xử đối với người da màu tại Ferguson. Hồi tháng 8 năm ngoái, dù một thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết tại Ferguson đã làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ trên khắp nước Mỹ. Theo một nghiên cứu do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố, cách đây 4,3 tỷ năm, trên bề mặt sao Hỏa từng có 20 triệu km khối nước, lớn hơn lượng nước của Bắc Băng Dương. Nhóm nghiên cứu tin rằng nước trên sao Hỏa tập trung chủ yếu ở đại dương trên bắc bán cầu của hành tinh đỏ, bao phủ 19% bề mặt hành tinh này. Tạp chí khoa học Nature của Anh hôm qua công bố kết quả nghiên cứu mới cho biết virus cúm gia cầm H7N9 vẫn có khả năng gây ra đại dịch ở người nếu như không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả. Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc, virus H7N9 vẫn tiếp tục tồn tại, biến đổi và lan rộng trong những đàn gà ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Các nhà khoa học đã phân tích nhiều mẫu bệnh phẩm ở 15 thành phố của Trung Quốc và nhận ra rằng virus H7N9 thường xuyên biến đổi gen. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 3, tức đêm qua giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ và dầu Brent biển Bắc trên thị trường thế giới biến động trái chiều sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho hay dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới. Tại thời điểm chốt phiên, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường New York giảm 12 cent xuống 48,17 đô la một thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26 tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1,15 đô la lên 57,54 đô la một thùng. Bộ Năng lượng Mỹ trước đó cho biết, dự trữ dầu thô của cường quốc kinh tế này trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 3 đã tăng 4,5 triệu thùng, nâng tổng dự trữ dầu của Mỹ lên con số kỷ lục 448,9 triệu thùng, mức cao nhất kể từ khi số liệu này được thu thập vào năm 1982. Theo các chuyên gia kinh tế, với mức dự trữ dầu thô cao kỷ lục và sản lượng ngày càng tăng ở Mỹ, triển vọng của giá dầu WTI khá ảm đạm, trong khi giá dầu Brent tiếp tục xu hướng đi lên nhờ yếu tố địa chính trị và khả năng nhu cầu tăng lên sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu khởi động chương trình mua trái phiếu khổng lồ vào đầu tuần này. Chó là loài vật bốn chân, tuy nhiên tại tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc, gần đây xuất hiện hình ảnh của một chú chó đi lại bằng hai chân rất điêu luyện trên đường phố, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú. Đây là một con chó thuộc giống chó xù. Hàng ngày trong trang phục rất sặc sỡ, gồm váy xanh, áo hồng, trên đầu là một chiếc nón len và trên lưng là một chiếc cặp,
Nó bắt đầu di chuyển bằng hai chân qua nhiều con đường ở thành phố Lạc Sơn của tỉnh Tứ Xuyên. Khách đi đường không khỏi tò mò và thích thú khi nhìn thấy một con chó tài giỏi như vậy. Chủ nhân của nó là ông Chu. Ông cho biết đã dành 2 tháng để huấn luyện cho nó đi bằng hai chân như hiện nay và mỗi ngày nó có thể đi bộ khoảng 2 km. Ông Chu bắt đầu có sở thích huấn luyện chó từ cách đây 20 năm và hiện đang huấn luyện nhiều giống chó khác nhau. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.